À, nãy là nghỉ rồi hả? Dạ, về làm nha. Bây giờ phải làm hả? Trời, nếu vậy nó nghỉ rồi ngồi dậy. Làm cái điện cho bác rồi vậy, bác uống hút thuốc nè. Vậy tính ra nhà bé Hạ sát đây luôn á. Qua cái đuổi nó về cho bỏ tật. Điên đúng giờ. Bé nó dễ thương á, vui tính lắm. Mấy chuyện dễ thương rồi. Để chắc của em 2 năm mấy rồi đó. À. Mẹ hay chị đều cũng dễ thương, vui tính. Nhưng mà trong số chắc là nó là người tưởng tưởng chút nhất. Vậy mà thi đậu 2 trường đại học á, ghê chưa? Ừ. Hôm nay nó khoe, không nghe nó khoe à. Nó kêu em đậu 2 trường đại học á. Chúc mừng em đi. Nặng nguồn miễn phí. Đâu ra. Chúc mừng cũng phải thu phí như thường chứ. À, gì vậy hả? Cái ngón tay trỏ chị sao trơn dữ rồi kìa. Bắt đầu gách. Gách là nó trơn vậy đó. Rồi quay tạm này nha, chị thấy bao tay đó. Giỡn mà nó mắc. Vậy nó mới sốc. Thấy không? Nhấp tới nhấp lùi chìa bé em. Ghét một cái là nó sẽ nó cứ vô cái đường trọt hoài. Dạ, tại chị tuổi con gắn hả chị bé? Ra đi. Vậy mà nó còn không ra sạch nữa. Tức á. Không liền hả? Ừ. Con lì giả mang. Rồi đó. Tội nghiệp. Sáng lên bác ơi, chúc mừng cho bác viên kẹo bác ơi. Lụm nó đem đi như là lụm của vậy đó. Con này là cái con đầu đen hả? Nó nằm giống như là cái miếng mài luôn á chị ha. Quỷ.
Ủa xe của ai vậy? Ủa còn ở trong đó hả? Nhưng mà ra ngoài rồi hả? Xe đổ tới luôn bà đi. Ừ, thấy chưa? Ừ. Em á, nặng mụn á, là em nặng vùng nào là anh cho sạch vùng đó luôn, chị thấy không? Nhưng mà chị mới vô á, kiểu như á, mình nặng chưa, kỹ thuật chưa có tới á, nó còn đau nhiều á. Cái mình cứ nặng, nghĩ sao nặng sạch chứ mụn mà được rồi. Chứ tập trung giống như em vậy, sợ dường như bác chịu đau giỏi không nói, hiểu không? Đó như người khác, mấy đứa nít á, tội đó, nó chạy luôn đi, thì hai người chạy, đau thì xong rồi, nặng đau quá thì sao? Đau mà hôm bữa chị nặng cho thằng cu Hoàng á, nó nói buồn ngủ mà, nó nói chị nặng buồn ngủ à? Gặp đúng người nó khác, dễ hả? Hai người đó chạy luôn, có một người đó đã, để chị tới chị dụ nó ra ngoài kìa, nó đã nè. Ừ. Không biết là còn không hay nhiều khi đi trị hết rồi không chừng. Tiết kiệm. Dụ nó qua đây chứ. Dụ nó qua, ủa rồi, mời nó qua đi rồi em chỉ chị làm. Okay. Tại vì rõ ràng là chị thấy cái kỹ thuật của em nó nhẹ nhàng đúng không? Không gây chảy máu đúng không? Dụ nó qua cho. Nó cũng thanh niên, cũng mới lớn đó, nó mụn á. Nó tự nhiên cái con nó vô tầm này nó nặng. Tức quá. Ây. Lâu lâu nó cũng chai đi. Lâu lâu mấy con dễ cũng phải có con lì chứ. Đâu phải con nào nó cũng dễ cho mình ấy được. Con của bạn nói chị nặng buồn ngủ. Đâu đau đâu, thấy không? Sao nó không gà vậy bà? Vô cái khớp nào mà nó không ra vậy? Ra rồi đó. Mừng không? Vô rồi. Chị nói anh đợi em xíu, anh chị kêu trọng em mở cửa. Em xin lỗi. Anh ơi. Anh Thanh kêu kìa. Đứng mà nhìn nữa. Chị xử mấy con bả đậu dưới đây nha. Mình cũng y như con mụn gà hôm bữa em chỉ chị á. Từ từ, để chị xong con đó coi. Chứ không có đâm sâu đúng không? Ừ. Y mụn gạo đúng không? Ừ. Rồi xong bé yêu ơi. Xong chưa bên em? Dạ. Bự hơn cái này nó cũng y chang luôn hả?